Bức xúc với clip 2 phút 4 giây ghi lại hình ảnh hai thanh niên trộm thùng rác. Bức xúc vì thùng rác chung liên tục bị trộm cắp, anh Phan Đình Tường, ngụ quận Tân Phú đăng clip lên các hội nhóm của địa phương để mọi người cùng cảnh giác. Mới đây nhất vào cuối tháng 8, nếu người dân không kịp thời phát hiện thì xóm của anh Tường lại mất thêm một thùng rác nữa. Cụ thể có hai nam thanh niên đi xe máy vào hẻm số 9 đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và mon men tới thùng rác. Người đàn ông mặc áo và đội nón bảo hiểm của một thương hiệu giao hàng nổi tiếng điều khiển xe máy, còn người đàn ông đi cùng ngồi phía sau dùng tay giữ thùng rác để kéo đi. Đi được một vài mét thì người dân trong xóm phát hiện và đuổi theo, hai người đàn ông phải bỏ lại đồ ăn trộm để thoát thân. Anh Tường cho biết, thùng rác suýt bị mất trộm là người dân trong xóm góp tiền lại mua về dùng. Đây là loại thùng rác lớn gắn bánh xe với giá khoảng 1,2 triệu đồng. Một số nhà trong khu vực góp tiền lại để mua thùng rác này về dùng, sử dụng thùng rác này thay cho các thùng rác xốp để khu vực trông sạch sẽ, văn minh hơn, anh Tường kể. Cũng theo anh Tường, khu vực của anh đã mất khoảng 5 thùng rác tương tự, mỗi lần mất trộm là mọi người phải góp tiền lại để mua thùng rác mới. Tài xế khởi động xe rồi di chuyển khi đang tiếp nhiên liệu khiến cây xăng bốc cháy. Vụ hỏa hoạn được camera an ninh của cây xăng tại thành phố Tương Đàn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ghi lại vào ngày 1 tháng 9. Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy một tài xế đã điều khiển chiếc ô tô con vào trạm bơm xăng. Trong lúc chờ nhiên liệu được tiếp đầy bình, người nhân viên đã rời đi. Ngay lúc này người điều khiển ô tô lại bất ngờ khởi động xe. Vì còn vướng lại vòi bơm xăng nên chiếc xe đã quật ngã trụ bơm xăng gây cháy dữ dội tại khu vực. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, nhân viên trạm xăng đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp khẩn cấp và lập tức tắt nguồn điện chính cùng mạch chiếu sáng, đồng thời tổ chức nhân sự kiểm soát đám cháy. Chỉ trong 30 giây sau đó, các nhân viên đã dập tắt thành công đám cháy và không để ngọn lửa gây thương vong cho bất cứ ai. Hiện vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, xử lý. Một vài bình luận được cư dân mạng để lại. Thắc mắc là nhân viên ở đâu lúc này, đây rõ ràng không phải là trạm bơm tự động. Đang đổ xăng, chưa trả tiền mà chạy đi đâu vậy trời, hay định quỵt tiền? Ai cũng đáng trách, họ đã quá coi thường hiểm họa cháy nổ. Phớt lờ biển cấm, xe máy tranh đường với ô tô ở vành đai 2 trên cao Hà Nội. Đường vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy, ngã tư Sở, Hà Nội được thiết kế với 4 làn xe chạy ở hai chiều, tốc độ lưu thông tối đa 80 km/h, đoạn cầu nhánh 60 km/h. Đây là tuyến đường chỉ dành cho ô tô, lực lượng chức năng đặt biển cấm xe gắn máy, xe mô tô, xe đạp, người đi bộ. Ghi nhận vào sáng ngày 7 tháng 9, tại đường từ vành đai 2 trên cao xuống đường Trường Chinh, hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi đường Láng, có hàng đoàn xe máy ngang nhiên vi phạm. Các xe này đi lên đường vành đai 2 trên cao, từ đường dẫn lên khu vực cầu Vĩnh Tuy, lưu thông gần 5 km đến điểm xuống nút ngã tư Sở. Tài xế Nguyễn Tiến Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, bản thân anh rất ngao ngán khi phải điều khiển ô tô đi chung với xe máy trên đường vành đai 2 trên cao. Họ bất chấp nguy hiểm, luồn lách, tạt đầu ô tô ở làn đường 80 km/h. Tôi rất lo ngại, nếu xảy ra tai nạn thì trách nhiệm của người điều khiển ô tô, xe máy thế nào? Tài xế Hiệp bày tỏ. Ghi nhận tại chiều đường ngược lại, lối lên vành đai 2 trên cao từ nút giao ngã tư Sở, lượng xe máy đi vào đường cấm cũng khá đông. Theo Nghị định 100, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng đối với người điều khiển xe đi vào khu vực cấm. Đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Vạn người sập bẫy lãi suất không tưởng của CEO công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Như đã thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy, 40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Nhật Nam. Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam, có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Thời gian qua, công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh thành trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận khủng lên đến 5-7% trên một tháng, tương đương 60-84% trên một năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản. Nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Giữa bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn trong vài năm qua, mức lãi suất này là không tưởng.
Công ty Nhật Nam cũng không tiếc tiền để chi cho việc phát triển hệ thống môi giới theo mô hình kim tự tháp, tương tự phương thức đa cấp. Cứ 5 môi giới phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được kinh doanh số trên 10 tỷ đồng, thì hưởng 7% hoa hồng. Hồi tháng 8 năm 2022, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an từng ra văn bản thông báo, trong đó có nêu công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Cũng theo chuyên gia, một dự án cụ thể thông thường chỉ có lợi nhuận từ 20 đến 30%, trong đó doanh nghiệp phải chi trả cho lương nhân viên, đóng thuế và nhiều chi phí khác. Vì vậy, với các hợp đồng kinh doanh trả lãi khoảng 12% trên một năm trở xuống là có khả năng thực hiện, còn đối với các mức lãi suất trên 12% đến 20% trên một năm là tương đối rủi ro. Lãi suất trên 20% trên một năm là đặc biệt rủi ro. Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa nói gì về việc học văn bằng 2 khi đã 56 tuổi? Dư luận Thanh Hóa quan tâm, đặt nhiều nghi vấn về việc Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, sắp nghỉ hưu nhưng vẫn đi học đại học, ở tuổi 56 để tiếp tục được ở lại trong ngành. Đại tá Lê Văn Chiến, 56 tuổi, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, tôi đang học văn bằng 2, Học viện Cảnh sát hệ vừa học vừa làm, theo quy định của Bộ Công an. Hiện tôi đang học kỳ thứ 2 của Học viện Cảnh sát, hệ vừa làm vừa học và đến tháng 11 năm 2024 sẽ tốt nghiệp. Đại tá Lê Văn Chiến lý giải, theo quy định của Bộ Công an, từ tháng 5 năm 2025, những người đang là lãnh đạo trong ngành công an thì phải đạt chuẩn đầu ra của Học viện An ninh hoặc Học viện Cảnh sát. Vì thế, dù ở tuổi 56 tôi vẫn đi học, kể cả là không có quy định như trên, thì về hưu tôi vẫn sẽ đi học, ông nói. Ông lý giải, theo tuổi luật cũ thì đến ngày 1 tháng 4 năm 2025 tôi nghỉ hưu, nhưng tôi thuộc diện tăng tuổi theo quy định mới, thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2028 tôi mới nghỉ hưu. Tôi thi Đại học Luật Hà Nội năm 1992 và năm 1996 tôi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và đến năm 2012 học xong cao cấp lý luận chính trị, không phải như những thông tin trên mạng đưa sắp nghỉ hưu mới đi học đại học. Đến tháng 5 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đến nay. Đại tá Lê Văn Chiến thông tin. Đại tá Lê Văn Chiến được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thanh Hóa vào tháng 5 năm 2019. Kỳ lạ, người đàn ông câu cá bằng đàn banjo. Một người đàn ông ở Nam Carolina, Mỹ đã quyết định sửa đổi chiếc đàn banjo của mình và sử dụng nó để câu cá. Đoạn video do Julie Hinton quay lại cho thấy Paul Hinton, chồng cô, đang gắn một dây câu vào một cây đàn banjo. Paul gài đàn banjo trước khi câu cá và thật bất ngờ Paul đã câu thành công được một con cá. Sự sáng tạo này đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng địa phương và trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Đàn banjo được gắn thêm những thiết bị cần thiết để câu cá đã giúp tạo ra những trải nghiệm câu cá độc đáo và thú vị. Julie nói với Storyful rằng, Paul gần đây đã kết hợp niềm yêu thích với chơi đàn banjo với tình yêu câu cá của mình. Đàn banjo hay băng cầm là một nhạc khí có dây, cùng thể loại như guitar. Banjo hình thành vào thế kỷ thứ 19 ở Mỹ, do người da đen biên chế theo mẫu những nhạc cụ dây của Phi Châu. Đến năm 1890 thì hội nhập vào dòng nhạc dân tộc của nước Mỹ, điển hình như nhạc Dixieland. Cô giáo tường trình vụ đánh bé gái 2 tuổi ở Hà Nội. Liên quan đến vụ cháu bé 2 tuổi, ngụ huyện Quốc Oai, Hà Nội bị cô giáo đánh, trong bản tường trình, giáo viên TNT cho biết sự việc xảy ra vào hôm 11 tháng 8 trong tiết dạy ngoài giờ, kéo dài 1 tiếng đồng hồ, cô giáo viết. Trong quá trình dạy, tôi đã mất kiểm soát cảm xúc cũng như hành vi cá nhân do áp lực về mục tiêu bài dạy đề ra nên tôi đã không kiềm chế được và có tác động vào trán trẻ mấy lần với lực tay hơi mạnh. Sau khi tôi nhận thức được cái sai của mình và kiểm soát được hành vi, tôi nhận ra mình đã sai nên đã bế con đứng lên và đi ra ngoài 15 đến 20 giây để bình tĩnh hơn, cô Tê tường trình. Theo lời tường trình, sau đó cô Tê bế con vào phòng và để cháu nờ ngồi vào lòng dỗ dành và tiếp tục dạy cho đến hết giờ. Trong quá trình dạy, cô Tê có sử dụng kỹ thuật dạy luyện khẩu hình, luyện cơ quan cầu âm tới hàm và vòng họng hơi mạnh tay so với lực người lớn với trẻ con để lại. Tôi nhận thấy rằng hành vi của mình quá sai nên khi được hỏi lại sự việc tôi hoảng loạn và lo sợ sự khiển trách từ phía lớp học cũng như sự trách mắng và dằn vặt của chính bản thân tôi. Nên tôi chưa xử lý tốt được ngôn từ cũng như hành vi của mình trước phụ huynh cũng như chủ nhiệm lớp. Tôi nhận thấy rằng hành động của mình gây nên những tổn thương sâu sắc đến con và gia đình, cũng như sự tin tưởng của lớp học đến với tôi. Tôi rất ân hận về việc này. Tôi tha thiết xin nhận được sự tha thứ từ gia đình và lớp học để tôi có cơ hội để sửa sai những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Cô Tê viết, hiện Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã tiếp nhận thông tin sự việc và điều tra xử lý theo quy định. Hai tiếp viên hàng không bị tạm giữ ở Hàn Quốc, điều tra xác minh ra sao? Mới đây, đài MBC và các hãng thông tấn Hàn Quốc đưa tin, Sở Cảnh sát thành phố Incheon phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc tạm giữ hai tiếp viên hàng không trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam vì cáo buộc buôn lậu cần sa lỏng bằng cách giấu trong hành lý gây xôn xao dư luận. Cụ thể, hai tiếp viên này đều là nữ ở độ tuổi 20, bị nghi ngờ mang cần sa lỏng trị giá 300 triệu won vào Hàn Quốc vào tháng 4 năm ngoái bằng cách giấu trong hộp đựng mỹ phẩm. Một nguồn tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vụ việc hai tiếp viên hàng không bị tạm giữ ở Hàn Quốc xảy ra vào hồi tháng 4 năm 2023. Cơ quan chức năng đang phối hợp để điều tra xác minh làm rõ. Cục cũng chưa biết được tiếp viên này thuộc hãng hàng không nào. Theo quy định chung về chuyến bay quốc tế, những món đồ cấm mang lên máy bay trong chặng quốc tế giống như quy định của các chuyến máy bay nội địa. Trước đó, đài MBC và các hãng thông tấn Hàn Quốc đưa tin, theo kết quả điều tra của cảnh sát, hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam xác nhận họ làm thêm các công việc như vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc và ngược lại. Mỗi lần vận chuyển, họ được nhận tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won, tương đương 1,2 đến 2,7 triệu đồng. Hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam khai rằng họ chỉ nhận công việc vận chuyển hàng chứ không biết bên trong là ma túy. Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục truy tìm hai tiếp viên hàng không Việt Nam còn lại có liên quan đến vụ việc, đồng thời mở rộng điều tra để xác định xem có thêm bất cứ người nào khác, bao gồm cả người Hàn Quốc tham gia với nhóm này hay không. Người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh cầu cứu vì bị chủ quán nhậu dùng clip nóng làm nhục. Ngày 6 tháng 9, bà D, 35 tuổi, ngụ quận Tân Phú, gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến công an quận Tân Phú về việc bị ông L, 39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thuê giang hồ đánh, dọa giết và gửi ảnh khỏa thân, clip nóng đến người thân, bạn bè để xúc phạm nhân phẩm, danh dự. Trong đơn, bà D cho biết ông L là một chủ quán nhậu chơi nhạc DJ trên đường Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Gò Vấp. Tháng 7 năm 2022, bà D đến làm DJ tại quán của ông L và giữa hai người phát sinh quan hệ tình cảm. Khi biết ông L là người đã có vợ con, bà D quyết định chia tay vào tháng 3. Sau đó, bà D quay về dạy nhạc cho học viên tại căn nhà trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Thời gian này, ông L vẫn tìm mọi cách níu kéo, yêu cầu vợ và bà D phải chấp nhận cho ông sống cảnh hai vợ, nhưng không ai đồng ý. Ngày 8 tháng 5, bà D gặp trực tiếp vợ chồng ông L, thỏa thuận trả số tiền mà người này đã chu cấp cho bà trong thời gian quen nhau. Tuy nhiên, ông L không chịu lấy và mua thêm điện thoại iPhone 14 mang đến nhưng bà D trả lại. Ngày 30 tháng 5, sau nhiều lần níu kéo không thành, ông L đổi ý đòi lại tất cả quà và số tiền đã chu cấp. Bà D đồng ý và thỏa thuận sẽ trả dần hàng tháng vì công việc đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, ông L không đồng ý mà ép bà D phải trả một lần, nếu không phải ký giấy nợ. Bà D không làm theo thì bị người đàn ông thuê người đến đánh, dọa giết. Bên cạnh đó, ông L còn về quê bà D ở Tiền Giang, phát tờ rơi tung tin bà trốn nợ, gửi ảnh khỏa thân và clip nóng của bà cho nhiều người trên mạng xã hội Facebook xem để làm nhục. Những ngày qua tôi sống như trong địa ngục vì bị ông ta liên tục đe dọa, khủng bố tinh thần. Ông L cho biết, ông không quan tâm đến đơn tố cáo của bà D gửi đến cơ quan chức năng và phóng viên không cần gọi ông để làm phiền. Báo chí cứ làm gì đúng trách nhiệm, ông L nói. Cận cảnh vẻ đẹp mê hồn của hang Sơn Nữ vừa phát hiện ở Quảng Bình. Ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, một hang động với nhiều khối thạch nhũ tráng lệ chưa từng xuất hiện dấu chân người vừa được phát hiện tại địa phương này, được người dân đặt tên là Sơn Nữ. Hang Sơn Nữ bên dưới có suối với cảnh sắc như tranh vẽ, hang có hai cửa trước và sau. Trong hang, mùa hè nước không lớn, người dân có thể chèo thuyền cao su từ đầu đến cuối hang trong hơn một giờ. Cuối hang Sơn Nữ là cửa sau chảy ra suối Khe Mây với khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Trong hang có nhiều khối thạch nhũ rất đẹp, hình thù độc đáo. Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đang làm báo cáo về việc phát hiện hang Sơn Nữ gửi Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh. Địa phương mong muốn đưa hang động này vào phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo thêm việc làm cho người dân Vân Kiều ở đây. Ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh cho biết, xã Trường Sơn có nhiều danh lam thắng cảnh thích hợp để phát triển du lịch, đó là thác Tam Lu, suối Trà Cùng, suối Trà Rào, đặc biệt là hệ thống hang động kỳ bí ẩn sâu trong lòng đất như hang Trà Cùng, hang Trà Rào,
Việc khăn sờ nữ được phát hiện mới đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến thu hút du khách trong tương lai của tỉnh Quảng Bình. Náo loạn vì giờ vào học quá sớm, 5 giờ 30 gọi con dậy, để 6 giờ 30 đến trường, khổ hơn đi làm. Năm học mới năm 2023-2024 chính thức bắt đầu được 3 ngày với bao háo hức rộn ràng. Tuy nhiên, thực tế ngày các con bước chân đến trường cũng khiến không ít gia đình náo loạn cuộc sống. Anh Lê Đức Minh có con học lớp 1 trường tiểu học Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cho biết. Cầm tờ thời khóa biểu của con trên tay mà hai vợ chồng tôi không biết sẽ thế nào trong những ngày tiếp theo. Anh Minh lý giải giờ vào học của con quá sớm nên nếp sinh hoạt của gia đình cũng bị đảo lộn. Mấy ngày qua cứ 5 giờ 30 là vợ chồng tôi phải gọi con dậy. Thực sự lúc đó cả nhà còn chưa tỉnh ngủ. Vợ tôi lo đồ ăn sáng, tôi lo con đi làm vệ sinh cá nhân, quần áo, giày dép rồi ăn sáng. Trẻ con phải dậy sớm hơn, còn ngái ngủ đã phải ép ăn rất tội. Sau khi con ăn sáng xong thì 6 giờ 30 đưa con đến trường để 6 giờ 45 con vào học. Sáng nào cả nhà cũng gấp gáp, vội vàng. Không chỉ có gia đình anh Minh, nhiều gia đình có con học cấp 1 ở các tỉnh thành khác cũng cho biết con phải đến trường lúc 6 giờ 30 để vào học lúc 6 giờ 45. Thậm chí có trường còn 6 giờ 30 hoặc 6 giờ 40 đánh trống để học sinh vào lớp truy bài đầu giờ. Cô Bùi Thị Mai, hiệu trưởng trường tiểu học Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cho hay, thời khóa biểu của trường bắt đầu 6 giờ 45 là cho học sinh vào lớp sinh hoạt đầu giờ để 7 giờ vào học. Thời khóa biểu này cũng đã áp dụng cho toàn huyện từ trước tới giờ, lâu nay không thấy phụ huynh có ý kiến gì về thời khóa biểu này. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, Bộ đã giao quyền chủ động cho các trường xây dựng kế hoạch giáo dục từ năm 2013 đến nay. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.